Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhất Dáng Nhìn Ra và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề 9 loại trái cây tăng vòng 1 hiệu quả chị em ăn là ngừ khủng liền. Chắc chắn các bạn vẫn còn nhớ bài viết ăn gì để tăng vòng 1 mà Khỏe Đẹp đã nói trước đây. Lần này chúng ta sẽ cùng xem trái cây tăng vòng 1 nào có thể bổ sung vào bữa ăn hàng ngày ngoài việc dùng các món ăn ở trên không nhé. Trái cây không chỉ giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người mà còn giúp cải thiện số đo 3 vòng cực tốt. Trong đó, không thể bỏ qua các loại hoa quả dưới đây và bạn sẽ biết ăn trái cây tăng kích thước vòng 1 hiệu quả tới mức nào. Cẩm nang các loại trái cây tăng vòng 1 cho nữ hiệu quả. 1. Đu đủ. Đây được coi là một trong những loại quả giàu dinh dưỡng, nhiều vitamin như A, B, B1, B2, C, chất đạm, sắt, enzyme, axit hữu cơ và các chất xơ đu đủ. Nó có tác dụng làm đầy ngực cũng như kích thích sản sinh nhiều estrogen. Chắc chắn có khá nhiều bạn sẽ nghi ngờ về độ hiệu quả khi ăn đu đủ chín. Lý do đơn giản là vì tác nhân chính giúp nụ đôi của bạn nở to chính là enzyme. Bên trong trái đu đủ, tuy nhiên enzyme này chỉ có thể có nhiều trong đu đủ xanh, còn đu đủ chín thì rất ít. 2. Bưởi. Người ta có câu, ăn bưởi tăng bưởi, điều này hoàn toàn đúng vì đây chính là một trong những loại trái cây tăng kích thước vòng 1 cực tốt cho chị em. Trong bưởi có rất nhiều loại chất chống oxy hóa và cải hàm lượng vitamin C giúp cho vòng 1 của bạn đẹp lên trông thấy. Chưa kể, bên trong bưởi có hàm lượng năng lượng thấp giúp giảm cân cực tốt nhưng lại không làm giảm đi lượng mỡ quanh ngực. Do đó, đây chính là thần dược để giảm vòng eo nhưng lại tăng vòng 1. 3. Cà chua. Bên trong cà chua có hàm lượng vitamin C và E cực cao. Trong khi C giúp ngực không bị biến dạng, E lại giúp hỗ trợ phát triển tuyến sữa, tăng độ đàn hồi cho vòng 1. Các nhóm vitamin B giúp đẩy nhanh quá trình hấp thụ dưỡng chất và nhờ đó vòng ngực phát triển là tất yếu. 4. Nho. Đây là một loại trái cây giúp tăng kích thước ngực tốt mà bạn không thể bỏ qua. Nho chứa rất nhiều loại vitamin giúp ngực không chảy xệ, nhão và theo thời gian. Hãy ăn nho đều đặn mỗi ngày để vừa giúp cơ thể khỏe mạnh mà vừa giúp cải thiện nội tiết tố và giúp ngực nở to. 5. Bơ. Trong quả bơ có chứa rất nhiều axit béo giúp gia tăng độ đàn hồi của các mô tế bào ở ngực. Ngoài ra, vitamin A còn giúp kích thích nội tiết tố ở nữ. Vitamin C giúp ngực không bị biến dạng, vitamin E thì giúp ngực nở. Tất cả cộng trở thành những vũ khí bí mật giúp chị em có được cặp nối đôi săn chắc và nở nang nhất, đặc biệt khi kết hợp với các bài tập tăng kích thước vòng 1 chuẩn. 6. Trái anh đào, cherry. Đây chính là một những loại trái cây tăng vòng 1 cực tốt nhờ hàm lượng dưỡng chất cực tốt. Trong 100g trái anh đào có chứa tới 59mg chất sắt và chứa vô số các loại vitamin khác như B, C, canxi và phốt pho cùng nhiều loại khoáng chất khác. Khi ăn trái anh đào, thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể được bổ sung nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu, giúp phòng và chữa bệnh thiếu máu vì thiếu sắt. Nhờ đó giúp làm trường săn chắc từ bên trong, khiến cho vòng 1 của bạn đầy đặn và nở nang. 7. Táo. Nếu ăn táo thường xuyên sẽ giúp ngực phát triển to và đều. Táo rất giàu cáp, vitamin các loại, vitamin A và caroten. Ăn một trái táo vào mỗi buổi sáng mỗi ngày là cách hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn một trái trước khi ăn cơm trưa hay chiều. 8. Quả óc chó. Bên trong loại quả này có chứa rất nhiều vitamin E và kẽm, đặc biệt là axit linoleic, giúp giảm đi quá trình lão hóa và giúp vòng 1 của bạn gia tăng đáng kể. 9. Quả đào. Nếu bạn biết thì đây chính là một trái cây cực tốt nhờ vào hàm lượng chất béo, đạm, vitamin B và C cực cao đó nhé. Và trên đây là tất cả những loại trái cây tăng vòng 1 cho nữ cực kỳ hiệu quả. Còn đợi gì mà không thử ngay đi nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Nhất Dáng Nhìn Ra của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và đừng quên ấn vào nút subscribe đăng ký phía bên dưới để thường xuyên theo dõi những video mới nhất của kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.